ra cho bố. Cắn sâu đấy. Nó còn liếc liếc nó nhìn. Lườm lườm ấy. Lườm. Nào bế lên nào. Bế lên cho nhạc. Đi không? Giữ ghê không? Đổ ghê. Đưa cho mẹ này. Đó, à, đưa mẹ, đưa mày đưa. Ghê thật. Mẹ đưa mày nha. Nào khoan nữa. Ra đây mẹ nhé. Khi chó đã được đưa đến các trung tâm uy tín để học thì các trung tâm đã huấn luyện chó là vâng lời, tốt cái việc vâng lời rồi, nhưng mà chủ chó thì cũng phải thay đổi cái quan điểm khi về là chiều chó quá. Thì chó có những cái hành động sai, người ta không có cái ngăn cấm ngay thì nó dẫn đến là chó lại hư, sẽ nguy hiểm cho gia đình. Hãy subscribe.